Không tất bật chạy show như trước đây, danh hài Hoài Linh chọn cuộc sống ẩn dật tránh thị phi. Tuy nhiên, hình ảnh diễn viên ngày càng hao gầy khiến nhiều khán giả lo lắng. Từ nghệ sĩ đình đám trong làng hài Việt, Hoài Linh mất điểm nghiêm trọng sau ồn ào từ thiện. Mặc dù đã được cơ quan chức năng minh oan, tuy nhiên việc giải ngân chậm 14 tỷ vẫn làm nhiều người khó chấp nhận. Thời điểm bị netizen tẩy chay, diễn viên già cổ Hòa Lan còn gây tranh cãi khi vướng ồn ào với CEO Nguyễn Phương Hằng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hoài Linh cùng nhiều đồng nghiệp khác như Đàm Vĩnh Hưng, Vi Oanh, Lập Vi Bằng khởi kiện đại gia xứ Bình Dương về hành vi bôi nhọ xúc phạm danh dự. Thoát khỏi vòng lao lý, Hoài Linh dành phần lớn thời gian cho việc ở ẩn thay vì tái xuất showbiz rầm rộ. Tính đến thời điểm hiện tại, fanpage 12 triệu lượt theo dõi cùng các nền tảng xã hội khác như TikTok, YouTube vẫn trong trạng thái đóng băng. Hầu hết những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội đa phần đều do chụp lén hoặc do đồng nghiệp đăng tải. Mới đây, thông qua trang cá nhân của ca sĩ Hồ Quang Tám, anh bất ngờ đến thăm người bạn thân sau thời gian dài không gặp. Đáng chú ý, khoảnh khắc nghệ sĩ ưu tú ngâm mình dưới hồ mò hến gây thích thú vì quá độ giản dị, Hồ Quang Tám tiết lộ còn được Hoài Linh chiêu đãi món lẩu mắm. Hai anh em cùng nhau trải chiếu ngồi tâm sự chuyện đời, thưởng thức khung cảnh trong lành tại nhà thờ tổ. Từ lúc bố ruột mất cộng thêm ồn ào quyên góp thiện nguyện, quản lý Hoài Linh cho biết sức khỏe của Sáu Bảnh sa sút nghiêm trọng, mất ngủ, có ngày không ăn gì được vì phải nhận những tin đồn vô căn cứ, ném đá từ cư dân mạng. Ngoại hình thay đổi là điều mọi người dễ nhận thấy nhất. Hoài Linh xuống cân rõ rệt, gương mặt gầy hốc. Đặc biệt, mái tóc dài chấm lưng cộng thêm để sâu khiến anh trông dài dặn hơn. Trước đó vào giữa tháng 5, Hoài Linh xuất hiện với quần áo giản dị đi cổ vũ bóng đá tại Cần Thơ. Nghệ sĩ ưu tú vẫn vui vẻ vẫy chào khán giả nhưng không còn dáng vẻ hoạt bát năng động như xưa. Gần đây nhất, tại đám cưới Mạc Văn Khoa hồi tháng 6, nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện lịch lãm với trang phục sơ mi, quần âu đen lịch lãm, buộc tóc gọn gàng đến chúc mừng ngày vui của đàn em. Đây cũng là dịp hiếm hoi anh hội ngộ cùng đồng nghiệp như Việt Hương, Lý Hải. Dù không xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, thế nhưng Hoài Linh vẫn nhận lời tham gia một số dự án người quen và nhận show tỉnh lẻ. Trong một show diễn cùng vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ hồi tháng 5, màn biểu diễn có sự góp mặt của Hoài Linh nhận về nhiều tràng vỗ tay không ngớt. Điều bất ngờ nhất là khán giả ngồi chật ních và chăm chú theo dõi vở diễn. Hình ảnh đó phần nào khẳng định nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn luôn được yêu mến chứ không hết thời hay bị tẩy chay như đồn đoán của cư dân mạng. Gần đây nhất là vai diễn chuyển giới má bảy trong phim Gái Mến Miền Tây. Hoài Linh một lần nữa phá lệ giả gái để giúp cháu nuôi hoàn thành bộ phim điện ảnh. Khán giả nhận xét, sự xuất hiện này không quá mới mẻ, nhưng Hoài Linh vẫn quăng nhiều miếng hài đắt giá nhưng không kém phần nhân văn, sâu sắc. Chia sẻ với phóng viên lý do không mời Hoài Linh đóng phim Xóm Chùa, dự án web drama được Việt Hương đầu tư lên đến 4 tỷ đồng, nữ diễn viên giải đáp. Tôi nghĩ anh Hoài Linh không hợp với phim này, anh ấy hợp với những dàn phim như Vợ chồng Sáu Bảnh hơn. Còn với bộ phim này, nhân vật Thái Hòa thủ vai đàn anh, ông Trùm phải là một người hùng hổ. Tôi thấy không hợp khi giao cho anh Hoài Linh. Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Việt Hương nói thêm, thời gian sắp tới tôi và Hoài Linh có dự án kết hợp chung với nhau vào ngày 30 và 31 tháng 7 tới. Chúng tôi sẽ diễn hài chung với nhau. Đây là lần đầu cả hai kết hợp lại sau thời gian nghỉ ngơi để lo cho gia đình và cuộc sống riêng. Theo thông tin từ người thân của nghệ sĩ Hoài Linh, từ cuối tháng 9 năm 2020, Hoài Linh phát hiện một số bất thường ở tuyến giáp nên tới Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thăm khám. Sau khi siêu âm tuyến giáp để chẩn đoán u ác của tuyến giáp, kết quả phát hiện Hoài Linh có u ác tính ở tuyến giáp. Bác sĩ đưa ra chẩn đoán anh bị hạch cổ phải theo dõi thứ phát và phù nề phần mềm tại vị trí tuyến giáp. Tiếp theo đó, Hoài Linh được các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và sau là Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi điều trị căn bệnh trên. Thông tin Hoài Linh điều trị ung thư tuyến giáp được phía người thân của Hoài Linh cung cấp vào thời điểm danh hài gặp phản ứng về việc chậm trễ chi hơn 14 tỷ đồng trong hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung gặp khó khăn vì lũ lụt.